Đệ nhất phu nhân Khmer Đỏ qua đời thọ 83 tuổi. Tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn nhằm xét xử tội ác chiến tranh ở Campuchia cho biết cựu thủ lãnh Khmer Đỏ Len Thirith đã qua đời. Bà Lien Thirith từ trần hôm nay, thọ 83 tuổi, theo một thông cáo của tòa án đặc biệt ECCC. Người phụ nữ thường được gọi là đệ nhất phu nhân của Khmer Đỏ, đã giữ chức bộ trưởng xã hội trong 4 năm của chế độ tàn bạo này. Chồng bà là cựu bộ trưởng ngoại giao Lien Sari. Ông này qua đời năm 2013, thọ 87 tuổi, trước khi tòa án đặc biệt đưa ra phán quyết trong vụ xử ông về tội diệt chủng. Bà Len Thierry thoạt đầu bị truy tố về tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại, nhưng sau đó đã được thả vì tòa xét thấy bà không có đủ năng lực tâm thần để được xét xử. Bà tiếp tục nằm dưới sự giám sát từ Pháp cho đến khi qua đời.